Chào các anh em của BN Gaming. Hey hey. Trong thời gian vừa qua, chắc hẳn tất cả các anh em của BN Gaming đã được trải nghiệm từ game Đấu Trường Chân Lý phiên bản mobile rồi đúng không? Nếu anh em nào vẫn chưa được trải nghiệm thì đừng quên xem video mình đã hướng dẫn ở link bên dưới và làm theo để mang tựa game này về trải nghiệm nhé anh em. Còn ở video hôm nay, chúng ta sẽ tạm gác lại những cập nhật từ Đấu Trường Chân Lý mobile để bàn về một câu hỏi mà chắc hẳn anh em đang rất quan tâm. Đó là Đấu Trường Chân Lý mobile đã có bản beta và đạt hiệu ứng rất tốt trên nhiều khu vực trên thế giới. Vậy thì còn người anh em của nó chính là Liên Minh Huyền Thoại Tóc Chiến thì sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới? Mình xin tóm tắt lại một ít thông tin về hai tựa game này để giải đáp thắc mắc của các bạn về câu hỏi trên nhé. Trong năm 2019 vừa qua, Team Fight Tactics hay còn gọi là Đấu Trường Chân Lý là một trong những chế độ hấp dẫn bậc nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Trong livestream mừng kỷ niệm 10 năm của mình, Riot Games đã đề cập đến việc có thể cho ra mắt hai sản phẩm mới là League of Legends Wild, có nghĩa là Liên Minh Huyền Thoại Tóc Chiến, và một tựa game riêng trên nền tảng di động cho chế độ Team Fight Tactics Đấu Trường Chân Lý Mobile. Chẳng ai ngờ rằng Đấu Trường Chân Lý Mobile lại được Riot tung ra trước và ngay lập tức tạo được những hiệu ứng bất ngờ tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Đã có thời điểm người chơi ghi nhận lượng game thủ xếp hàng chờ đăng nhập vào Đấu Trường Chân Lý Mobile đạt mốc sắp xỉ 190.000 người. Và lỗi hàng chờ cũng là một trong những lỗi anh em than phiền, nhưng bằng việc chuyển qua server khác như ở video mình hướng dẫn thì bây giờ đã khắc phục được nha anh em. Và hiện tại phiên bản này của Đấu Trường Chân Lý Mobile vẫn đang là alpha test tại một số quốc gia được chọn. Tất nhiên là không có ở Việt Nam, nhưng hầu như game thủ Việt Nam đã trải nghiệm thông qua các server của nước ngoài. Theo thông báo từ phía Riot Games thì dự kiến tựa game này sẽ được chính thức ra mắt vào mùa thu, tức quý 3 năm 2020. Trong khi đó, Liên Minh Huyền Thoại Tóc Chiến vẫn tỏ ra im hơi lặng tiếng, không hề có một động thái nào được phát đi từ phía Riot Games. Tuy nhiên, nhiều khả năng Liên Minh Huyền Thoại Tóc Chiến sẽ được phát hành vào cuối năm 2020, mà cụ thể là vào tháng 12. Rất có thể Riot Games còn thời gian để hoàn thiện cả hai sản phẩm Đấu Trường Chân Lý Mobile cũng như Liên Minh Huyền Thoại Tóc Chiến. Và theo nhiều nguồn tin hành lang trước đó đã được rò rỉ thì khoảng thời gian tháng 12 2020 được xem là có căn cứ. Đấu Trường Chân Lý Mobile ra mắt trước nhiều khả năng được coi như là một bước đệm để Riot Games chính thức khai nổ phát súng chí mạng cuối cùng của năm 2020. Việc ra mắt Liên Minh Huyền Thoại Tóc Chiến sớm hơn giai đoạn này cũng giống như việc dẫm chân vào những tựa game mà hãng đang ấp ủ sẽ bùng nổ trong năm 2020 này, như là League of Runeterra và Đấu Trường Chân Lý Mobile. Liên Minh Huyền Thoại Tóc Chiến chắc chắn sẽ là một pha chốt hạ cực hoành tráng của Riot Games trong năm 2020. Và để làm được điều đó, nhà phát hành này sẽ cần phải hoàn thiện tựa game này thật chuẩn chỉ. Những sản phẩm trước đó là tiền đề, là bước đệm để tìm hiểu động thái của người chơi và thị phần game mobile cho sự ra mắt của siêu phẩm thực sự này vào cuối năm này. Còn về cấu hình thiết bị có thể trải nghiệm được Liên Minh Huyền Thoại Tóc Chiến thì đích thân Riot Games đã viết trên landing page dự án tựa game này như sau: mặc dù chưa có quyết định cuối cùng, nhưng chúng tôi đang hướng tới việc làm cho trò chơi được tiếp cận trên nhiều thiết bị nhất. Hiện tại cấu hình yêu cầu của trò chơi như sau: đối với thiết bị Android, chúng tôi hy vọng sẽ tương thích được trò chơi cho các thiết bị tương đương với Samsung Galaxy A7, 1GB RAM, vi xử lý trung tâm Qualcomm Snapdragon 410, vi xử lý đồ họa Adreno 306. Đối với thiết bị iOS, mục tiêu của chúng tôi là tối ưu hóa để Tóc Chiến có thể chơi được từ iPhone 5S trở lên. Ở phần cấu hình này thì mình cũng đã có một video riêng cho anh em nào chưa biết, link ở mô tả nha anh em. Tất nhiên đây vẫn chưa phải thông báo chính thức cuối cùng của nhà phát hành này, và mọi chuyện đều có thể sẽ thay đổi cũng như bất ngờ xảy ra trong thời gian tới. Biết đâu với động thái quá tích cực của Đấu Trường Chân Lý Mobile, Riot Games sẽ sớm tung ra Liên Minh Huyền Thoại Tóc Chiến trước khoảng thời gian tháng 12 năm 2020 thì sao? Chính vì vậy tất cả sẽ đều phải chờ đợi và quyết định cuối cùng của nhà phát hành. Và sớm hay muộn thì tựa game này cũng sẽ được ra mắt, và việc phát hành trước hay sau cột mốc tháng 12 2020 cũng hoàn toàn nằm trong quyền sinh quyền xét của Riot Games mà thôi. Như vậy, với những thông tin trên thì anh em cũng đã biết được một phần về thông tin phát hành của Liên Minh Huyền Thoại Tóc Chiến. Còn hiện tại, anh em cứ tiếp tục trải nghiệm Đấu Trường Chân Lý Mobile
của các server khác trong thời gian chờ tốc chiến nhé. Cảm ơn em đã xem đến giây phút này. Nếu có góp ý hay đề xuất gì thì anh em vui lòng để lại dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên like và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất từ tốc chiến và đấu trường chân lý mobile nhé anh em. Tạm biệt anh em.